Thực hiện kế hoạch kiểm tra an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ năm 2023, đoàn kiểm tra của huyện Thạnh Hóa tiến hành kiểm tra đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực Bùi Tiến Đạt và công ty trách nhiệm hữu hạn Sai Sát lúa gạo Thảo Tiên tại xã Tường Đồng. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, hướng dẫn hai công ty khắc phục những hạn chế, thiếu sót, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Theo kế hoạch, đợt này, đoàn của huyện sẽ kiểm tra đối với 5 công ty doanh nghiệp trên địa bàn nhằm kịp thời ngăn ngừa, phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo tốt quyền lợi của người lao động.